Kính chào quý khán giả và các em học sinh thân mến. Rất vui được gặp lại tất cả các em đến với chương trình dạy học trên sóng đài phát thanh truyền hình Tiền Giang. Cô tên Từ Kim Thoa. Cô đến từ trường Trung học cơ sở Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Để tiếp tục chủ đề 2, các em đã tìm hiểu về truyện Trung Đại Việt Nam. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tiếp tục chủ đề thứ 3, đó là thơ và truyện hiện đại Việt Nam. Chủ đề này thì như các em đã được biết, các em đã được học 5 bài thơ và 3 truyện ngắn. Sau đây, cô sẽ lần lượt hướng dẫn các em đi vào phần mục tiêu của bài học hôm nay. Mục tiêu giúp học sinh ôn tập hệ thống hóa kiến thức cơ bản về các tác phẩm thơ và truyện hiện đại trong chương trình ngữ văn chính học kỳ 1. Mục tiêu thứ hai, nhằm củng cố những tri thức về thể loại thơ trữ tình đã hình thành qua quá trình học các tác phẩm thơ trữ tình. Mục tiêu thứ ba, bước đầu hình thành hiểu biết sơ lược về đặc điểm, thành tựu của thơ và truyện hiện đại Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945. Thì đối với tác phẩm thơ và truyện thì các em cần nắm được những ý như sau. Các em cần lưu ý tác phẩm do ai sáng tác trong hoàn cảnh nào, đề tài và chủ đề của tác phẩm là gì. Các em tóm tắt được nội dung của tác phẩm, đó là đối với thể loại văn xuôi. Nắm nội dung toàn văn bản, học thuộc lòng những phần nội dung nằm trong chương trình học, đó là đối với những bài thơ. Sau đây cô xin chuyển qua phần kiến thức trọng tâm. Phần này cô sẽ chia thành hai nội dung. Nội dung 1, cô sẽ giới thiệu về phần thơ hiện đại Việt Nam. Trong phần thơ hiện đại Việt Nam có 5 bài. 5 bài thơ này cô sẽ chia ra từng chủ đề nhỏ. Chủ đề về tình yêu, nước và tinh thần cách mạng. Đối với chủ đề này thì cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu hai bài thơ. Bài thơ thứ nhất là bài thơ Đồng Chí, tác giả Chính Hữu. Chính Hữu vừa là nhà thơ, vừa là người lính. Thơ của ông chuyên viết về đề tài người lính và chiến tranh. Về bài thơ Đồng Chí, các em nắm cho cô về hoàn cảnh sáng tác. Bài thơ này được sáng tác vào đầu năm 1948, sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc. Về xuất xứ, bài thơ này được trích trong tập thơ Đầu Súng Trăng Treo. Các em lưu ý về tác giả và bài thơ, những ý chính cơ bản như thế. Về nội dung chính của bài thơ. Nội dung thứ nhất, cơ sở hình thành tình đồng chí. Có 3 cơ sở để hình thành tình đồng chí. Cơ sở thứ nhất, cùng chung cảnh ngộ nghèo khó. Cơ sở thứ hai, cùng chung lý tưởng chiến đấu. Cơ sở thứ ba, cùng nảy nở và thành bền chặt trong sự chan hòa. Chia sẻ mọi gian lao
cũng như niềm vui. Đó là mối tình tri kỷ của những người bạn chí cốt. Kem sang nội dung thứ hai. Đó là biểu hiện của tình đồng chí. Biểu hiện của tình đồng chí được thể hiện ở đó là sự cảm thông sâu xa những tâm tư, nỗi lòng của nhau. Cùng sát cánh bên nhau bất chấp những khó khăn, chia sẻ những gian lao thiếu thốn của cuộc đời người lính. Về vẻ đẹp của tình đồng chí. Về hình ảnh của tình đồng chí thể hiện qua hình ảnh của người lính, khẩu súng và vầng trăng treo lơ lửng. Về ý nghĩa, đang xen giữa chất thép và tình, giữa hiện thực và lãng mạn, giữa chất thi sĩ và chiến sĩ. Nội dung chính bài thơ, các em cần nắm 3 ý chính. Cơ sở hình thành tình đồng chí, biểu hiện của tình đồng chí, vẻ đẹp của tình đồng chí. Bài thơ được đánh giá giá trị nội dung. Đó là tình đồng chí góp phần tạo nên vẻ đẹp và sức mạnh tinh thần cho người lính cách mạng. Bài thơ thể hiện hình tượng người lính và sự gắn bó keo sơn của họ. Về giá trị nghệ thuật, bài thơ này có nhiều chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô đọng, giàu sức biểu cảm. Đó là cô đã điểm qua bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu. Sau đây cô chuyển sang bài thơ thứ hai, nằm trong cái chủ đề tình yêu, nước và tinh thần cách mạng. Đó là bài thơ về tiểu đội xe không kính. Bài thơ này của tác giả Phạm Tiến Dực. Ông là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nét riêng trong thơ của ông. Thứ nhất là tập trung viết về thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là hình ảnh của cô gái thanh niên xung phong, anh bộ đội Trường Sơn. Nét đặc trưng trong thơ của Tiến Dực. Thứ hai đó là giọng thơ ngang tàn, tinh nghịch, sôi nổi, tươi trẻ. Về tác giả thì các em cần nắm cho cô những ý như thế. Về bài thơ, bài thơ các em nắm cho cô về hoàn cảnh sáng tác. Vào năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, xuất xứ. Bài thơ được trích trong tập thơ Vần Trăng Quần Lửa của tác giả. Về nội dung chính của bài thơ. Nội dung chính của bài thơ, các em cần nắm những ý sau đây. Đầu tiên, các em sẽ giải thích nhan đề bài thơ. Nhan đề bài thơ này rất đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì được thêm vào hai từ bài thơ. Về tiểu đội xe không kính. Tiểu đội xe không kính gợi ra hiện thực khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Đồng thời, nhan đề bài thơ gợi lên sức mạnh của tuổi trẻ
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ đó cho ta thấy được chất thơ vút lên từ hiện thực chiến đấu ác liệt của dân tộc. Khi ta đọc nhan đề bài thơ này, trong bài thơ này hiện lên nội dung thứ hai, đó là hình ảnh các chiến sĩ lái xe. Hình ảnh các chiến sĩ lái xe trên đường Trường Sơn trong tư thế ung dung, hiên ngang, tinh thần dũng cảm, bất chấp khó khăn gian khổ, tâm hồn sôi nổi, lạc quan và đặc biệt rất yêu đời, thấm đượm tình đồng chí, đồng đội, thể hiện ý chí chiến đấu vì miền Nam. Về bài thơ này được đánh giá như sau. Về giá trị nội dung, khắc họa nổi bật hình ảnh người chiến sĩ lái xe ở Trường Sơn với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm. Về giá trị nghệ thuật, thể hiện hình ảnh độc đáo, ngôn ngữ và giọng điệu giàu tính khẩu ngữ, tự nhiên, khỏe khoắn. Vậy nội dung chính của bài thơ về tiểu đội xe không kính, kem lưu ý cho cô hai nội dung chính. Đó là nhan đề, giải thích nhan đề bài thơ và hình ảnh của các anh chiến sĩ lái xe trên đường Trường Sơn. Sau đây cô chuyển sang chủ đề thứ hai, đó là cảm hứng về thiên nhiên và người lao động. Cảm hứng thiên nhiên người lao động sẽ được thể hiện qua bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận. Tác giả Huy Cận. Về tác giả, các em nắm cho cô hai ý. Là nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ mới. Là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ hiện đại Việt Nam. Về bài thơ, hoàn cảnh sáng tác vào giữa năm 1958 trong chuyến đi thực tế ở vùng mỏ Quảng Ninh. Xuất xứ trích trong tập thơ Trời mỗi ngày lại sáng của tác giả Huy Cận. Về nội dung chính của bài thơ, các em cần nắm những ý sau đây. Về cảm hứng thiên nhiên, biển hoàng hôn, khoáng đãng, đang dần đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Rất đẹp, rất lấp lánh sắc màu, rất ân tình, sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với con người. Ở đây tác giả sử dụng biện pháp so sánh và biện pháp nhân hóa. Cảm hứng về người lao động. Cảm hứng về người lao động ở đây tác giả nói đến con người làm việc với tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật đối lập, hoán dụ, hình ảnh lãng mạn. Cảnh lao động trên biển. Đó là hình ảnh đoàn thuyền. Hình ảnh đoàn thuyền trong bài thơ này được tác giả miêu tả rất kỳ vĩ, tung hoành ngang dọc giữa biển cả mênh mông. Về hình ảnh người lao động. Người lao động trong bài thơ tích cực, hăng say, lạc quan, có kỹ thuật, đạt năng suất cao, yêu nghề, yêu biển, phấn khởi, vui vẻ, khẩn trương, nhiệt tình, lao động để đạt được năng suất cao. Và bài thơ này, về nội dung, các em cần nắm cho cô ba ý. Một,
cảm hứng về thiên nhiên, 2. Cảm hứng về người lao động, 3. Cảnh lao động trên biển. Cảnh lao động trên biển, các em lưu ý cho cô về hình ảnh đoàn thuyền, hình ảnh người lao động, giá trị về mặt nội dung. Đó là bộc lộ niềm vui, niềm tin vào cuộc sống và đất nước. Về nghệ thuật, hình ảnh liên tưởng, tưởng tượng và giọng điệu khỏe khoắn, hào hùng, lạc quan của tác giả, cũng như là những hình ảnh của người lao động trong bài thơ trên. Về chủ đề thứ ba, cô muốn giới thiệu với các em đó là tình cảm gia đình, hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước, được thể hiện qua bài thơ Bếp Lửa của Bằng Việt. Về tác giả, các em cần nắm cho cô, ông là nhà thơ trẻ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thơ ông trong trẻo, mượt mà, trữ tình, sâu lắng. Về bài thơ, các em cần nắm về hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Bài thơ này được sáng tác vào năm 1963, khi tác giả đang là sinh viên học ngành luật ở nước ngoài. Về xuất xứ, trích trong tập thơ Hương Cây Bếp Lửa của tác giả và Lưu Quang Vũ. Về nội dung chính của bài thơ, các em cần nắm những ý như sau. 1. Hồi tưởng của cháu về người bà. Bắt đầu từ hình ảnh thân thương và ấm áp về bếp lửa, gợi nhớ tuổi thơ gian khổ vất vả bên bà, gợi kỷ niệm về bà gắn liền với hình ảnh bếp lửa, thể hiện ở tình bà ấm áp là chỗ dựa, cưu mang cháu, tình cảnh vắng vẻ và nhớ mong của hai bà cháu. Suy ngẫm về bà và bếp lửa. Bà nhóm lửa trong mỗi gia đình, bà tần tảo hy sinh cho mọi người, bà truyền cho cháu ngọn lửa yêu thương và niềm tin. Và tình cảm của cháu đối với bà. Cháu không nguôi nhớ về bà. Kính yêu và biết ơn bà cũng là tình cảm gắn bó với gia đình, quê hương đất nước. Về nội dung chính của bài thơ, các em cần nắm cho cô 3 ý chính. 1. Hồi tưởng của cháu về bà. 2. Suy ngẫm về bà và bếp lửa. 3. Tình cảm của cháu đối với bà. Bài thơ này có giá trị về mặt nội dung như sau. Gợi lại những kỷ niệm xúc động và bày tỏ tình cảm của cháu đối với bà, cũng như đối với gia đình, quê hương, đất nước. Về nghệ thuật, hình ảnh sáng tạo và kết hợp giữa biểu cảm, miêu tả, tự sự và nghị luận. Đây là những nét chính nhất mà các em cần ghi nhớ. Cô chuyển sang chủ đề thứ tư, đó là cảm nhận tinh tế về thiên nhiên và những suy ngẫm về cuộc đời. Chắc có lẽ các em đã đoán được bài thơ nào rồi đúng không nè? Đó là bài thơ Ánh Trăng của tác giả Nguyễn Duy. Nguyễn Duy là nhà thơ trẻ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và tiếp tục bền bỉ sáng tác. Bài thơ của ông được sáng tác vào năm 1978, sau khi đất nước đã được thống nhất. Xuất xứ trích trong tập thơ Ánh Trăng của tác giả. Về nội dung chính của bài thơ,
Nội dung chính các em cần nắm. Thứ nhất, đó là hình ảnh vần trăng. Vần trăng tượng trưng cho hình ảnh thiên nhiên, hồn nhiên, tươi mát. Ở đây tác giả sử dụng biện pháp liệt kê. Trăng là người bạn tri kỷ của con người. Tác giả sử dụng biện pháp nhân hóa. Trăng là tượng trưng cho quá khứ, bình dị, tình nghĩa, thủy chung. Ở đây tác giả sử dụng biện pháp nhân hóa. Thì khi các em phân tích thì các em nên dẫn những cái câu thơ để minh chứng cho từng cái nội dung, những cái ý nhỏ trong phần hình ảnh vần trăng. Trăng gợi cảm xúc thân thuộc, gắn bó, ân nghĩa, bất diệt. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh người lính. Hình ảnh người lính nói về quá khứ gian lao, gắn bó thân thiết với trăng. Về hiện tại, tiện nghi lại xem trăng như người xa lạ. Thình lình đèn điện tắt, trăng đột ngột xuất hiện. Lúc này, trăng đột ngột xuất hiện đã cảnh tỉnh cho con người và tác giả về thái độ sống bội bạc. Vần trăng trong bài thơ Ánh Trăng có ý nghĩa như thế nào? Thứ nhất, nhắc lại thái độ, tình cảm đối với quá khứ, thiên nhiên, đất nước. Thứ hai, câu chuyện của thế hệ hôm nay đối với quá khứ, đối với thế hệ đi trước. Phần này các em cần lưu ý về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Gợi đạo lý sống thủy chung. Về bài thơ có giá trị về mặt nội dung. Đó là gợi nhắc quá khứ gian lao của người lính, gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu. Đồng thời, củng cố người đọc thái độ sống ân nghĩa, thủy chung. Về giá trị nghệ thuật, hình ảnh giàu tính biểu cảm, giọng thơ tâm tình, tự nhiên. Nội dung bài thơ này các em cần nắm cho cô ba ý chính, đó là hình ảnh vần trăng, hình ảnh người lính, ý nghĩa của vần trăng. Đó là 5 bài thơ cô đã điểm qua cho các em. Bây giờ cô chuyển sang nội dung thứ hai. Đó là phần truyện hiện đại Việt Nam. Như cô đã giới thiệu từ đầu, phần truyện hiện đại Việt Nam gồm có 3 truyện ngắn tiêu biểu. 1. Truyện làng của nhà văn Kim Lân. 2. Truyện ngắn Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng. 3. Truyện Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long. Sau đây cô cùng các em sẽ tìm hiểu nội dung chính của từng truyện ngắn. Đầu tiên đó là truyện làng. Truyện làng tác giả Kim Lân. Là nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Và đề tài ông viết đó là về nông thôn và người nông dân trước cách mạng tháng 8. Hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ. Truyện ngắn này được sáng tác vào năm 1948, thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Xuất xứ được in trên tạp chí Văn Nghệ năm 1948. Về nội dung chính của truyện ngắn, các em cần nắm. Thứ nhất là tình huống truyện. Tình huống truyện ở đây là cuộc xung đột nội tâm gay gắt khi ông hai bất ngờ nghe tin làng mình theo giặc. Về diễn biến tâm trạng của ông hai,
Trước khi nghe tin làng theo giặc, ông luôn nhớ về làng, vui sướng theo dõi tin tức về làng của mình, tự hào về làng của mình. Và khi nghe tin làng theo giặc, thì tâm trạng của ông hay ra sao? Bất ngờ, đau đớn, đau xót, tủi hổ, sợ hãi, bế tắc, tuyệt vọng. Điều này cho thấy, khẳng định được nỗi lòng bền chặt với làng quê, với kháng chiến và với cụ Hồ. Và khi nghe tin làng mình theo giặc được cải chính, ông vui sướng, rạng rỡ. Ông hớn hở, chạy đi khoe làng ở khắp mọi nơi. Về giá trị của truyện ngắn này, về mặt nội dung, thể hiện chân thật và sinh động tình yêu làng quê thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân. Về nghệ thuật, Kim Lân rất thành công trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả tâm lý nhân vật. Vậy trong bài này các em nắm cho cô, nội dung cốt lõi nhất đó là diễn biến tâm trạng của ông hai. Trước khi nghe tin làng theo giặc, khi nghe tin làng theo giặc và khi tin làng theo giặc được cải chính. Đó là nội dung chính mà các em cần nắm. Truyện ngắn thứ hai cô muốn giới thiệu với các em đó là truyện Lặng lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long. Nguyễn Thành Long là nhà văn chuyên viết truyện ngắn và ký. Hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ truyện ngắn này. Về hoàn cảnh sáng tác, năm 1970, khi tác giả có chuyến đi thực tế ở Lào Cai. Về xuất xứ, được in trong tập truyện Giữa Trong Xanh của tác giả. Về nội dung chính của truyện ngắn, thứ nhất đó là tình huống truyện. Tình huống truyện đó là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa ông họa sĩ, cô kỹ sư, anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn cao 2.600 m. Nội dung chính đó là nhân vật anh thanh niên. Nhân vật anh thanh niên được miêu tả đó là anh 27 tuổi, tầm vóc bé nhỏ, gương mặt rạng rỡ, làm công tác khí tượng kim vật lý địa cầu. Sống một mình trên đỉnh Yên Sơn, cao 2.600 m. Hoàn cảnh sống, gian khổ, công việc làm của anh rất là quan trọng. Về phẩm chất của anh, đối với nghề nghiệp, đối với nghề nghiệp, anh ý thức ý nghĩa công việc của mình làm, thành thạo trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, tự hào về nghề của mình. Điều đó cho thấy anh là tấm gương hy sinh, quên mình vì lý tưởng phục vụ đất nước. Đối với cuộc sống và con người, đối với cuộc sống và con người, anh tự lực, gọn gàng, ngăn nắp, vui vẻ, cởi mở, hiếu khách và đặc biệt anh rất khiêm tốn. Để khẳng định anh là người có tâm hồn cao đẹp, thiết tha yêu cuộc sống, yêu đất nước. Bài này các em cần nắm cho cô về nhân vật tiêu biểu trong câu chuyện này đó là nhân vật anh thanh niên.
Về giá trị, đoạn trích, giá trị về mặt nội dung. Ca ngợi vẻ đẹp của những người lao động. Khẳng định ý nghĩa của những công việc thầm lặng. Về nghệ thuật, tác giả thành công ở nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật và kể kết hợp trữ tình và bình luận. Đó là truyện ngắn thứ hai cô giới thiệu với các em. Cô chuyển sang truyện ngắn thứ ba. Đó là truyện ngắn Chiếc Lược Ngà, tác giả Nguyễn Quang Sáng. Trong câu chuyện này, các em thấy tình cảm gia đình, tình cha con được thể hiện rất là sâu nặng. Tác giả Nguyễn Quang Sáng, ông tham gia kháng chiến chống Pháp và Mỹ ở chiến trường Nam Bộ, là nhà văn viết nhiều thể loại, nào là truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim, vân vân. Đặc biệt, ông chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ. Về hoàn cảnh sáng tác, năm 1966, khi tác giả đang công tác ở chiến trường Nam Bộ. Về xuất xứ, in trong tập truyện Chiếc Lược Ngà. Về nội dung chính của truyện ngắn, các em cần nắm cho cô thứ nhất, đó là tình huống truyện. Tình huống thứ nhất là sau 8 năm xa cách, anh Sáu được về phép thăm nhà, nhưng trớ trêu, bé Thu không chịu nhận anh là cha. Đến lúc nhận anh là cha thì anh phải trở lại chiến khu. Sau khi trở lại chiến khu, anh cố làm chiếc lược ngà tặng con, nhưng chưa kịp trao cho con thì anh đã hy sinh. Về nhân vật bé Thu trong câu chuyện này, tâm trạng của nhân vật bé Thu được diễn biến như sau. Trước khi nhận anh Sáu là cha, trong lòng bé Thu lúc nào cũng ngờ vực, hoảng hốt, lạnh nhạt, xa cách. Điều này thể hiện cá tính rất là mạnh mẽ, tình cảm chân thật và sâu sắc của một đứa trẻ. Khi nhận anh Sáu là cha, thì lúc này bé Thu như thế nào? Nghi ngờ được giải tỏa, bé Thu ân hận, hối tiếc, hành động hối hả, cuống quýt. Điều này thể hiện tình thương cha mãnh liệt, dứt khoát, rạch ròi. Về nhân vật anh Sáu, nhân vật anh Sáu rất mong được gặp lại con sau 8 năm xa cách. Thương và hiểu tâm lý của trẻ con, anh rất là ân hận vì đã đánh con, thực hiện lời hứa với con. Anh Sáu là một người cha hết mực thương con và hiểu con. Trong truyện ngắn này, các em cần nắm cho cô hai nhân vật chính, đó là nhân vật bé Thu và nhân vật anh Sáu. Về giá trị của truyện ngắn, về nội dung, thể hiện tình cảm cha con cao đẹp và sâu nặng trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh. Về nghệ thuật, ông rất thành công trong việc chọn ngôi kể và khắc họa tính cách nhân vật. Đó là giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn Chiếc Lược Ngà. Vậy ba truyện ngắn cô mới vừa điểm qua cho tất cả các em, những nội dung chính nhất
các em có thể ghi nhớ để học thật tốt, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh 10 sắp đến, đặc biệt là trong phần phân tích nhân vật ở học kỳ 2. Để làm rõ hơn về nội dung kiến thức phần trên, sau đây cô có những bài tập dành cho các em. Câu thứ nhất, các em hãy nêu cảm nhận về hình ảnh người lính trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp qua bài Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu. Phần này các em suy nghĩ và cô đưa ra những gợi ý tiêu biểu nhất. Hình ảnh người lính trong buổi đầu chống Pháp. Thứ nhất, họ là những người nông dân sẵn sàng ra đi vì nghĩa lớn. Thứ hai, cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, thiếu thốn, nhưng họ vẫn sáng lên nụ cười. Và đẹp nhất ở họ chính là tình đồng đội, đồng chí, chân thành, thấm thiết. Những ý này các em có thể dẫn chứng những cái câu thơ vào để làm cho cái nội dung chặt chẽ hơn. Đó là câu thứ nhất. Sau đây cô có câu hỏi thứ hai. Nêu ý nghĩa hình ảnh ánh trăng trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy. Với câu hỏi này, các em suy nghĩ và cô sẽ đưa ra những gợi ý tượng trưng. Thứ nhất, hình ảnh vầng trăng có ý nghĩa là hình ảnh tượng trưng cho quá khứ bình dị, tươi đẹp, vĩnh hằng. Thứ hai, là hình ảnh tượng trưng cho lòng bao dung, vị tha, thủy chung. Ý nghĩa thứ ba, là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở con người về ân nghĩa, về đạo lý uống nước nhớ nguồn, thủy chung cùng quá khứ. Vậy câu hỏi thứ hai, các em sẽ trả lời cho cô ba ý như thế. Sau đây cô xin chuyển sang câu thứ ba. Nêu cảm nhận về các nhân vật chính trong các truyện đã học. Với câu hỏi này, các em sẽ tập trung vào ba truyện ngắn mà cô vừa giới thiệu. Với câu hỏi thứ ba này, cô sẽ đưa ra cho các em những gợi ý như sau. Thứ nhất, các em sẽ dựa vào tình huống truyện. Ở mỗi truyện cô đã đưa ra cho các em những tình huống. Các em sẽ dựa vào đây để nắm vững các phẩm chất tốt đẹp của từng nhân vật trong tác phẩm. Thứ hai, thì trong những nhân vật tiêu biểu mà cô đưa ra trong từng truyện, các em sẽ chọn những phẩm chất, những chi tiết trong truyện tiêu biểu nhất để minh họa cho cái câu hỏi thứ ba này. Và cô hy vọng rằng trong cái câu hỏi thứ ba này, các em sẽ làm tốt, làm vào giấy để khi vào học lại, các em có thể nộp lại cho cô, để cô có thể xem xét và ghi điểm. Các em lưu ý và ghi cho thật kỹ câu thứ ba.
Vậy là các em đã được tìm hiểu chủ đề thứ ba, đó là thơ và truyện hiện đại Việt Nam. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt các em. Và cô chúc các em học tập thật tốt, đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra học kỳ 2 và kỳ thi tuyển sinh 10 sắp đến.